Cà phê Merlin Đà Lạt, một trong những địa điểm check-in triệu view. Quán cà phê Merlin Đà Lạt, đây là một trong những quán cà phê đẹp nhất Đà Lạt. Merlin là những quán thu hút rất nhiều du khách trong nước lẫn ngoài nước, vì cà phê Merlin là địa điểm sống ảo lý tưởng dành cho giới trẻ hiện nay. Nếu đến với thành phố Đà Lạt thì bạn nhất định ghé thêm quán cà phê này một lần nhé. Tới giờ rồi á. Bây giờ em có trốn nữa cũng đâu có trốn được đâu. Người đẹp quay mặt hết ra chơi. Đây mấy chị em đi Đà Lạt, chợ Đà Lạt. Quay tôi nói cho. Bỏ lên xin lấy lại lên. Quán vườn nướng từ hai quan trong phường 9 thành phố Đà Lạt. Món gà ta xong hai của quán vườn nướng bèn hai lon bia và quy trình làm món gà ta xong hai. Giờ mình bán gà ta xong hai quán vườn nướng ấy. Hai gì á? Giờ em món gà ta xong hai này thì con gà mình làm sạch sẽ còn sống, bỏ trong cái một cái lâu nồi lâu đất và mình đổ hai cái lon bia vô khoảng 5 phút thì mình lấy gà ra, mình cắt nhỏ, giờ mình ghép lấy con gà ra. Và mình cắt nhỏ. Gà ta xong hao bằng bia. Cơ thể nào chỗ nào còn sống thì mình bỏ vô lưu, mình hấp mình xong hao lại cho chín đều gà. Một cách xem bỏ cho vô nào trở lại cho nó chín không. Thường là mình hấp gà là hai lon bia. Cũng xem gà ta
lấy mấy trên này ra mình check tiếp đi. Đây, món là ta trong hơn. Ừ. Cái giặt kia đây chín đồng, cái giặt đuôi ấy này. Những cá nên cá. Cái giặt đây chín đồng, cái giặt đây. Chín rồi. Rồi xuống căn bếp villa. Thấy nấu ăn nghe. Giờ. Quay em nấu ăn, để xem nhà về trước làm gì sao không? Cá hai nồi cá luôn. Đây là đầu bếp đảo đang vô cái phèn của villa. Đây phèn khách ra ngoài bờ salon. Bà ngu tất tố. Mình vô phòng 8 của villa nè. Rồi sang 8. Bồn cầu. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and it's okay. Well, I just want to be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray. I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want,
and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just get buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby have a taste. Quảng trường Lâm Viên ở Đà Lạt được xây dựng từ năm 2009. Phải thi công mất 6 năm, công trình này mới hoàn thành và đi vào hoạt động vào năm 2016. Với kinh phí lên tới 681 tỷ đồng, công trình này được xem là một trong những công trình trọng điểm quan trọng của tỉnh Lâm Đồng. Quảng trường này có tổng diện tích lên tới hơn 70.000 m², mặt trước hướng ra Hồ Xuân Hương. Với vị trí đắc địa, không gian thoáng mát, cùng rất nhiều công trình kiến trúc độc đáo, quảng trường Lâm Viên Đà Lạt như điểm nhấn đầy ấn tượng của thành phố sương mù. Hàng năm, địa điểm này thu hút được rất nhiều du khách, đặc biệt là các bạn trẻ tới tham quan, vui chơi. Không những thế, nơi đây còn là địa điểm thường xuyên diễn ra các những hoạt động cộng đồng, những sự kiện quan trọng của thành phố. Là công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng với diện tích hơn 70.000 m², cùng sự đầu tư quy mô lớn, quảng trường là nơi sở hữu rất nhiều công trình độc đáo, mà tới đây bạn chỉ không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của nó. Nụ hoa Artiso. Đầu tiên là nụ hoa Artiso khổng lồ, công trình độc đáo này có chiều cao hơn 15 m. Phần khung thép được tạo hình sáng theo đúng hình nụ hoa Artiso. Phần bên ngoài được bao bọc bởi những tấm kính màu vàng, xanh, tượng trưng cho những cánh hoa nhỏ, xanh non, khiến nó trở thành một điểm nổi bật giữa quảng trường Lâm Viên ở Đà Lạt. Có lẽ điều thú vị hơn cả chính là quán cà phê được thiết kế ở bên trong. Nhiều du khách đến thăm công trình này đều tỏ ra bất ngờ về điều này. Không chỉ là một công trình mang tính biểu tượng cao,
Bên trong công trình này còn được tích hợp quán cà phê thơ mộng. Sau những giờ vui chơi, tham quan, bạn có thể dừng chân tại quán cà phê này, nhâm nhi ly cà phê và ngắm cảnh đẹp bên hồ Xuân Hương. Bông hoa dã quỳ khổng lồ. Tiếp tới là một công trình độc đáo không kém với biểu tượng hoa dã quỳ mèo hoàng tươi. Đó hoa khổng lồ này cao gần 20 mét, với diện tích lên tới 1.200 mét vuông. Bên trong là không gian biểu diễn nghệ thuật được với sức chứa 1.500 chỗ ngồi, được thiết kế hiện đại với kiểu thiết kế nằm nghiêng về một phía, những cánh hoa mèo vàng ôm sát tạo thành những đường cong. Bạn hoàn toàn có thể hình dung ra một bông hoa dã quỳ khổng lồ ở bất cứ góc nhìn nào trong quảng trường. Nơi đây cũng được coi là biểu tượng của thành phố, thu hút lượng khách du lịch tới check-in rất đông mỗi ngày. Du lịch Đà Lạt hái dâu tại vườn dâu Ngọc Thiên An. Có quanh em tham quan miễn phí hái dâu tại vườn, thưởng thức trên tố nghiêng chắc gần trung tâm Đà Lạt, diện tích cho khách hái dâu lớn đa dạng giống dâu. Cà phê Mê Linh Đà Lạt, một trong những địa điểm check-in triệu view. Quán cà phê Mê Linh Đà Lạt, đây là một trong những quán cà phê đẹp nhất Đà Lạt. Mê Linh là những quán thu hút rất nhiều du khách trong nước lẫn ngoài nước, vì cà phê Mê Linh là địa điểm sống ảo lý tưởng dành cho giới trẻ hiện nay. Cà phê Mê Linh Đà Lạt là địa điểm sống ảo lý tưởng dành cho giới trẻ hiện nay. Nếu đến với thành phố Đà Lạt thì bạn nhất định ghé thêm quán cà phê này một lần nhé. Cà phê Mê Linh Đà Lạt là một trong những địa điểm nổi tiếng bậc nhất ở Đà Lạt. Một không gian thư giãn và yên tĩnh, cùng với những vườn cà phê mocha trải dài trên sườn đồi của thành phố ngàn hoa. Khi bạn đến với quán cà phê này, bạn chỉ cảm nhận hương vị cà phê đậm chất phố núi Đà Lạt. Và hơn cả thế, bạn còn được thả mình với cảnh thơ mộng yên bình, cảm thấy tinh thần tốt hơn, xua tan được mọi áp lực trong công việc học hành. Mê Linh Cà Phê có thể nói là một trong những địa điểm nhiều du khách đến đây check-in và tham quan bậc nhất tại thành phố Đà Lạt. Quán cà phê Mê Linh có thể coi là một trong những quán cà phê đứng top ở Đà Lạt. Tuy là nằm ngoại ô thành phố, mặc dù hơi xa thành phố, tuy nhiên không gian quán này được xây dựng theo một phong cách rất đặc biệt. Nếu bạn là người thích check-in hoặc tìm không gian yên tĩnh để uống cốc cà phê, tận hưởng không khí phố núi này, thì quán này sẽ là một trong những lựa chọn hàng đầu dành cho các bạn khi đến với thành phố sương mù này nhé. Quán cà phê Mê Linh là một địa điểm du lịch hấp dẫn, nằm ở ngoại ô thành phố.
Địa điểm du lịch này nằm cách trung tâm thành phố khoảng 20 km đi về hướng đèo Tà Nung, cà phê Mai Linh, tỉnh lộ 725. Đến với nơi đây thì những điều đó đã giúp cho du khách hòa mình vào thiên nhiên, và những làn gió nhẹ mát mẻ giúp cho du khách một cảm giác sảng khoái và phấn chấn tinh thần đến lạ thường. Không chỉ dừng lại ở đó, nơi đây còn mang lại cho du khách một bầu không khí và cảm giác dễ chịu tột cùng. Chính vì những điều này đã giúp cho cà phê Mê Linh ngày một nổi tiếng. Tham quan cà phê Mê Linh Đà Lạt. Khi nhắc tới cà phê Mê Linh thì chắc hẳn ai cũng đã từng nghi hoặc nhìn thấy những tấm hình view công trường của quán cà phê Mê Linh là một trong những quán đẹp nhất ở Đà Lạt. Cà phê Mê Linh có không gian yên tĩnh, bình yên và thoáng đãng, và có một bầu không khí mát mẻ. Du khách đến đây vừa thưởng thức tách cà phê chồn và cùng hòa mình thiên nhiên ở đây. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. 'Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.